Ở thị trường game mobile của chúng ta thì những cái dòng game thuộc chủ đề về Pokemon nó rất nhiều cái thể loại. Nào là những cái thể loại game MOBA này, những cái thể loại game turn based đánh theo luật này, những cái thể loại game nhập vai chiến đấu này nó cũng có rất nhiều. Và ngày hôm nay thì mình không phải là review một cái con game chủ đề về Pokemon theo cái lối chơi rất là quen thuộc hiện tại mà chúng ta đã biết, mà chúng ta sẽ chơi một cái cách cách chơi khá là mình không nghĩ tới là nó có thể là làm được ở dòng game Pokemon, đó là cái dòng game kiểu xây dựng thành trì. Nó giống như kiểu cái con game Clash Clan của Supercell ấy. Thì đây là chúng ta sẽ là một dạng kiểu xây dựng thành trì, xây dựng kiến trúc. Sau đó thì sẽ đi chiến đấu với những người chơi khác. Đấy, nó kiểu kiểu như vậy. Khá là thú vị và hấp dẫn. Game này thì hiện tại nó đang test. Đó là bản Closed Beta, chưa phải bản chính thức. Và bản Closed Beta này nó mới có ở trên Android thôi, chưa có trên iOS anh em nhé. Thời gian test, tắt test thì chưa có, nên là cũng chưa rõ là nó mở đến bao giờ nữa. Phải nói là hay và hấp dẫn. Tuy thế thì con game này có cái điểm yếu, đó là cái phần cài đặt đồ họa nó chưa đâu vào đâu cả, nó không có cái phần cài đặt đồ họa anh em ạ. Đấy, nó chỉ để mặc định sẵn cho anh em thôi. Đấy, cái chiến đấu thì cho anh em xem rồi, còn đây là cái giao diện của chúng ta. Nó giống cách chơi y hệt Clash Clan, không khác một thế nào cả. Nếu mà nói không quá thì đây là cái phiên bản Clash Clan của Pokemon anh em nhé. Rồi, ngoài ra thì cái yếu tố gacha cũng sẽ có trong con game. Game này nó cho khá là nhiều quà đấy, cho nhiều quà phết. Ở đây là những cái dạng kiểu gacha giới hạn này. Cái số lượng một lần gacha X10 kiểu gì nó cũng sẽ cho anh em một SR. Đấy, cao nhất hiện tại là SR. Cái vé gacha của nó chỗ nào nhỉ? Sao mình gacha ấn phát lúc nào nó cũng có nhỉ? Đây này. Tiếp tục SR này. Cái số lượng vé ở đâu mà nó cứ cho mình gacha liên tục vậy? Ở đây không có cam này. Đây là gacha thường à? Không phải. Đây nó vẫn là dạng gacha hệ của nó mà. Thế vé nào đâu mà nhiều vậy? Đây một SR đây này. Vé của nó ở chỗ quần què nào ấy, anh em ạ? Chịu. Đấy, không có SR. Đây rồi, có một SR đây rồi. Đây phần gacha của chúng ta. Nó cho rất nhiều mà chả biết là cái vé nó ở chỗ nào nữa, trong túi xem nào. Mình vào cái phần túi của nó đây. Cái vé gacha của nó đâu mà gacha liên tục vậy? Hay là nó cho test thoải mái nhỉ? Mình đã có được một đội khá là nhiều SR thay thế đi anh em. Cái điểm hình như là nó có cái điểm của nó anh em ạ. Đây này, nó có cái điểm của nó này. 40 điểm. Rồi. 20 điểm này, 20 điểm và thêm hai đây. Nó bị đủ rồi anh em ạ, chứ không phải là cứ ép cam này là được đâu. ER đây là được đâu. Ở đây chúng ta sẽ có 45 điểm. Mình sẽ bỏ vợi ra xem nào. Chúng ta sẽ có được 1 và 2 3 không đủ à? Vậy là đây, nó đẹp luôn này. Đó. 4 cam. Chúng ta có 4 cam nha. Main này. Không đủ anh em ạ. 20, 20 là 40, 10 là 50. 10 mình thì bỏ x vào đi. Bỏ x vào là 3 này. Rồi, ok. Thế tạm thời là như vậy, đây là đội hình của chúng ta. Còn lại thì những game Pokemon của chúng ta có thể nâng cấp tiến hóa anh em nhé. Đây. Update này. Train này. Chúng ta cần điểm để mới có thể là train được em nhé. Còn đây là nó là một dạng kiểu thay đổi chỉ số của Pokemon. Đó, thay đổi chỉ số. Tăng tấn công này. HP này. Train slot ATK. Để xem là nó lên được tối đa bao nhiêu cái level là. Ở đây đang có khá là nhiều. Lên được level 20 à? Ở đây vẫn còn nguyên 20.000 điểm này. Vẫn còn nguyên 20.000 điểm anh em ạ. Hết 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 vật phẩm rồi. Đấy, cái phần nâng cấp của nó như vậy. Level của chúng ta đây. Đấy, mình sẽ update mark này. Sau đó thì chúng ta có thể là dùng đá để mà tăng mark cái level của nó lên luôn mà không cần phải chờ đợi. Up sao. Sao thì chúng ta sẽ cần trùng để xem là ở đây mình đang có hai trùng nha. Hai trùng đây. Thì chúng ta có thể là tiến hóa nó lên được. Không phải à? Không phải là trùng à? Hay là cùng sao? Mình tưởng là trùng thì có thể là lưng sao được chứ nhỉ? Level này.
5 cấp thôi anh em ạ. Trên đi, 5 cấp thì không cần phải chờ em nhá. À không cần phải dùng đá, nó cho anh em free luôn. À, xuống còn 1000 xuống còn 1002. Hình như là mỗi một Pokemon thì nó sẽ có à đúng rồi. Vẫn thế, vẫn dùng cái viên màu vàng và màu tím với màu xanh là những à nó cho S, nó cho SR và R em nhá. Đấy chứ không phải là dùng chung những cái viên đá để tiến hóa đâu anh em. Ô, vậy là trùng không lưng sao được hay sao? Sao này. Ở đây. Lưng sao này. Chúng ta cần cái nguyên liệu gì nữa nhỉ? Hay là hết hết vàng rồi à? Ô, không đủ vàng luôn anh em ạ. Đây còn 115. Thiếu vàng. Rồi. Nâng cấp là chúng ta có thể là nhận được quà em nhá. Lên level 7 này, level 8, level 9 này, lên level 10. Vừa nãy mình nâng là lên level bao nhiêu mà sao nó cứ cho quà liên tục vậy? Ok, vẫn là 115 vàng. Đang hết vàng và khá là hao vàng. À đây có 2000 rồi này. Chúng ta sẽ nâng cấp. Tại vì à cái đội hình căn bản là mình cho hai vào nên là chúng ta sẽ chưa nâng cấp được, bỏ vợi lại nhá, bỏ hết là đã. Rồi. Đội thứ nhất này. Chỉnh sửa. Một em bỏ ra, hai em bỏ ra. Bây giờ thì bỏ ra khỏi đội hình rồi, chắc là nâng cấp được rồi đấy. Mình sẽ up sao này. Đấy. À đây là mình đang nâng cấp level 20 mất rồi. Ở đây cũng là level 20 à? Sao là, à đây là 20 điểm. 20 điểm nha anh em, chứ không phải level 20. Level 1 này. Up sao này. Đó, chúng ta đã nâng cấp lên sao được rồi. Ok rồi đấy. Đây là 1008. Mình sẽ up tiếp tục lên này. Hết rồi. Train ở đây mới đang có các cái chỉ số A, B và C thôi. Chưa có S anh em ạ. Muốn thay đổi thì chúng ta cần một cái vật phẩm gì đó mà hiện tại mình chưa có anh em. Rồi, đó là phần nâng cấp của chúng ta. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục xây dựng. À, nó cần cái level 4. Mình phải nâng cấp cái thành trì chính của chúng ta lên level 4 anh em ạ. Trước khi mà nâng cấp thì chúng ta sẽ cần thêm, phải nâng cấp thêm. Up này, 9 này. Cứ up để cho anh em xem thế nào đã. Level 6, phải lên level 6 anh em ạ. 36 này. Ok, lần này thì trên lên level 6 à. Nó không khác gì Clash Clan anh em ạ. Y hệt tương tự. 54. Rồi. Chúng ta đã có thêm một cái công trình mới. Và chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng thêm. Chơi ở trên giả lập thì chúng ta sẽ bị hạn chế cái việc mà chúng ta có thể là zoom to, zoom nhỏ nó vào. Chúng ta có thể là gọi các em Pokemon ra để bảo vệ cái trụ sở của anh em. Không đủ điểm anh em ạ. Không phải là cứ gọi ra đây, tại vì là đây nó có cái slot này. Ở đây còn một slot 5 điểm nữa. Một slot 5 điểm ở bên này. Nhưng mà ở đây lại hết mất chỗ rồi anh em ạ. Nó phải còn chỗ của nó cơ. Mỗi một khu vực thì nó sẽ cho anh em tối đa cái lượng điểm để mà cho Pokemon vào. Thì thế thì hết rồi. Tạm thời là như vậy. Đấy thì cái kiểu chơi của con game này nó là như thế. Xây dựng nó cũng tương tự như vậy. Game thì hiện tại toàn tiếng Anh. Chúng ta có thể là chỉnh sang cái ngôn ngữ khác nhưng mà không có tiếng Việt, tiếng Trung, tiếng Nhật và tiếng Anh. Đấy. Còn tiếng Việt thì mình chưa rõ là khi nào ra mắt chính thức thì nó có hay không nữa anh em. Đơn giản là như vậy thôi. Con game này là anh em nào đam mê cái dòng game kiểu xây dựng thành trì kết hợp với Pokemon thì đây sẽ là con game phù hợp với anh em. Link tải dưới phần comment của video. Và chúc anh em chơi game vui vẻ nha. Bye bye.